Ngày hôm nay, nhóm tình nguyện viên thủ đô chúng mình sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn 10 động tác trong bài nhảy Chili Cha 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 là tiết mục đồng diễn 1.000 người tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong chương trình Tuần Hồng Tri Ân và Hội quân Hành Trình Đỏ năm 2019. Động tác đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai chúng ta sẽ thực hiện 8 lần 5 nhịp. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5 2, 2, 3, 4, 5 3, 2, 3, 4, 5 4, 2, 3, 4, 5 5, 2, 3, 4, 5 6, 2, 3, 4, 5 7, 2, 3, 4, 5 8, 2, 3, 4, 5 Động tác thứ 3 chúng ta sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác thứ 4 chúng ta sẽ làm giống động tác thứ 3. Tuy nhiên là chân chúng ta sẽ bước lùi xuống. 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác thứ 5 là động tác ghép cặp và di chuyển từ phải qua trái 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác thứ 6, từ vị trí của động tác thứ 5, chúng ta sẽ di chuyển theo 5 lần 8 nhịp. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thứ 7 chúng ta sẽ thực hiện di chuyển ngang và thực hiện 4 lần 8 nhịp 5, 6, 7, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thứ 8, chúng ta sẽ di chuyển từ dưới lên trên và thực hiện 4 lần 8 nhịp, chân trái bước trước. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tác thứ 9, chúng ta sẽ thực hiện 1 lần 8 nhịp Tay phải đưa ra trước 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi, chúng mình đã hướng dẫn các bạn 10 động tác trong bài nhảy Chili Cha Cha Cha. Chúc bạn luyện tập thật tốt để có một màn đồng diễn thành công rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại.